mà không còn yêu nhau phải sống với nhau nó kinh khủng lắm. Bỏ ông đi mà. Ba con lạc lối như vậy là cũng có một phần lỗi của mẹ. Trong ngày thời gian mẹ dọn sạch rác rồi đưa ba con về. Mày đừng có lấy tụi con ra làm cái cớ. Tụi con lớn hết rồi, tụi con biết như thế nào là hạnh phúc. Chuyện hôn nhân của người lớn phức tạp lắm, con không có hiểu đâu. Bắt một dạng khắc nghiệt như bà không đứa nào chịu nổi. Tôi làm tất cả những thứ đó là vì ông. Cái anh cần là anh cho sự bình yên. Chồng bà con bà lúc nào phải bóc liếu lo cho khách khứa của bà, cho thiên hạ lại ngắm nhìn khen bà. Cái nhà này nó tan nát vậy là tại bà. Hồi đó đó, ông ngoại yêu người khác nên để cho bà ngoại buồn rồi bà ngoại mất. Mẹ con lớn lên á trong một cái gia đình thiếu tình yêu như vậy nên cứ ám ảnh suốt. Mẹ, tôi đâu có bỏ nhà này. Thảo đường là tình yêu hai vợ chồng mà. Tôi ở đây, tôi muốn anh điều tra người khác. Ai vậy? Con đừng có ép mẹ. Làm dâu nhà này không phải là chuyện đơn giản. Mình là bạn không có yêu đương gì ở đây hết à? Xin lỗi. À, cho con đi. Thì nó phải con tôi nhỉ? Tôi không gì tôi phải là con của ông. Tại sao mẹ cứ cố làm cho thiên hạ hài lòng, trong khi hai đứa con của mẹ mới là người khổ rồi mẹ? Mỗi lần mà ngủ với bà phải tưởng tượng tới người khác, cảm giác tởm lợm dễ sợ.